từ mai mình có thể sống một cuộc sống bình soàn xỉnh. Ngày làm 8 tiếng, cuối tuần đi chơi hang lo cùng bằng hữu. Ngủ một giấc không lo kinh khủng nhỡ diệt. Một thời để nhớ. Nếu gamer thủ còn trẻ, hãy sống sao tới 30 tuổi nghĩ lại và mỉm cười, ký tên Bebe. Bebe quyết định giải nghệ. Đó là hậu quả của nhiều đêm cầu ôm câu gọi, đây đã đúng lúc chưa? Lên giường đi ngủ và hậu quả là thức trắng. Không ai nói với Bebe là đúng hay chưa, bởi chỉ có thời gian mới trả lời được câu gọi ấy. Thế rồi, cậu vẫn quyết định sẽ thay đổi. Gì? Bè muốn một cuộc sống bình soàn xỉnh, sau 7 năm ròng rã làm streamer. Bên cạnh việc Bè đã sống hết mình như cậu trai chẳng biết mệt là gì để gom đầy một túi trải nghiệm, Bè cũng thiếu rất nhiều. Ngoài thiếu thời gian cho gia đình, bản thân, cái thiếu nhãn tiền nhất có lẽ là thiếu ngủ. Những giấc ngủ dội dàng trong xe trên đường đến cuộc họp, trong cuộc họp trước lúc sếp đến, đằng sau cánh gà, và bất cứ đâu có một chỗ tựa lưng Bè không thể bước qua tuổi 30 cùng cơn buồn ngủ như thế được. Và cậu nghĩ thật. Gặp Bè sau 7 tháng nói lời chia tay người theo dõi của mình. Bè khác trước nhiều, không phải là chuyện cân nặng nề hay thần thái mà là ở trang phục. Hồi còn là côn thuộc một công ty, gây sốt với câu nói anh không kinh khủng diệt ra Hà Nội, anh chỉ cần một lý do thôi, Bè mặc quần tây áo sơ mi đi gặp gỡ mặt. Còn hiện nay, Bè chơi nguyên cây quần đùi hoa họa tiết, áo thun, dép lê. Bề ngoài là thế nhưng ngay khi cất giọng, Bè vẫn là Bè. Cùng ngồi xuống và nghe Bè nói về những điều đang diễn ra với cuộc sống của cậu sau khi rời công việc streamer qua những mẩu chuyện nhỏ dài sau đây. Ngày thứ nhất sau khi nghỉ việc, hoang mang với câu hỏi, hôm nay làm gì? Còn nhớ cái ngày sau khi ký hợp đồng thanh lý với công ty, mình phải tập làm quen với cuộc sống mới cơ. Hồi còn làm côn mình rất bận rộn, mình phải đi xô, thay áo quần, di chuyển đến địa điểm này địa điểm kia. Còn cuộc sống hiện nay nó lờ đờ lắm. Có những hôm mình ngủ dậy 9 giờ 10 giờ, đi ăn sáng sủa ngừng mình thẫn thờ với câu hỏi, bây giờ mình làm cái gì tiếp? Ok thôi, rời khỏi tiệm bánh mì để họp, kiểm tra ơn nhưng sau đó về mình lại làm cái gì nhỉ? Rồi sắp tới sao nữa nhỉ? Đó là khoảng thời gian mình thanh nhàn rang quá và quyết định học một cái gì đó mới. Một vài ý nghĩ đó kinh khủng doanh khác đã nảy ra trong cái khoảng thời gian đó. Cuộc sống đó, giống như khi gamer thủ đang phi rất nhanh trên đường với con mô tô mới và rất đẹp, đột gamer thủ phanh rất cấp bách rồi ôm cua. Đến hiện nay có lẽ mình đã vào dòng cua và mở màn tăng tốc trên một té rẽ khác rồi. Mình gọi đó là học sống cuộc sống bình soàn xỉnh. Năm 16 tháng 17 tuổi, mình vượt khó. Còn hiện nay, mình vượt sướng. Qua cả hai chặng đó, mình thấy bản thân lùi lại để quan sát và sống lờ đờ hơn rất nhiều. Đưa bố mẹ vào Sài Gòn, ở nhà thuê nhưng người khác cứ đồn vào. Trong 3 tháng vừa rồi, mình dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Mình đưa bố mẹ vào Sài Gòn sống cùng, sau mười mấy năm xa nhau từ ngày mình đi nước ngoài du học rồi đi làm. Mình dành khá nhiều thời gian để bố trí cuộc sống sắp tới. Nhiều gamer thủ trẻ muốn tách ra ở riêng, mua nhà nhưng mình thích sống phổ biến với gia đình. Đó là một căn nhà mặt đất bình soàn xỉnh. Hiện tại mình vẫn ở nhà thuê, tiền đâu mà mua nhà. Rất nhiều người nghĩ mình giàu. Nhưng định nghĩa giàu của mỗi người là rất không giống nhau. Mình nghĩ mình có giàu. Nhưng giàu không phải là có nhiều tài sản. Giàu với mình là giàu kinh khủng nghiệm, trải nghiệm, cảm nhận, tình cảm trong cuộc sống, so với lứa tuổi 28. Đưa bố mẹ vào Sài Gòn và bố trí lại mọi thứ trong cuộc sống, mọi thứ có thể gian nan một tí, tài chính, áp lực gia đình hay dung hòa lối sống không giống nhau giữa hai thế hệ nhưng tất cả điều đó đều có thể xử lý được. Chuyện mình không thể xử lý được đó là không thể mua được thêm thời gian ở với bố mẹ nếu hiện tại không nỗ lực. Vài chục năm nữa, mình không muốn phải nói lạnh lẽo như, giá như hồi đó có thể ăn thêm một bữa cơm với bố mẹ, lạnh lẽo như lúc đó mình có thể chia sẻ với bố mẹ mình thêm, lạnh lẽo như lúc đó mình có thể lắng nghe được bố mẹ nói. Độ Missy là ông Mai cho Facebook để Bè làm quen gamer thủ gái, fan in lô gia gì. Cô ấy rất bình soàn xỉnh và có thể nói về khủng long bạo chúa. Bọn mình gamer thủ gái Hồng Nhật phóng viên, quen nhau không có gì ủng hẳn. Mình đi đóng quảng cáo cho một đơn vị nơi cô ấy làm trong team sản xuất. Mình hỏi thông tin gamer thủ ấy qua một người khác. Ai? Là độ Missy ấy chứ ai?
Bè gọi độ, ê, mày biết gamer thủ kia là gamer thủ nào không? Độ Missy, tao biết, có Facebook này. Bè, ok đưa tao. Thế là gì ad Facebook và hẹn đi ăn tối? Rất là nhiều người hỏi, tại sao cô gái ấy lại thu hút bè? Rất nhiều người rồi. Đến hiện nay mình vẫn chỉ có một câu trả lời không thay đổi. Với gamer thủ ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ dài nhất có thể. Và gamer thủ ấy mang lại cho mình cảm lạnh lơ đúng là như thế. Không có cái gì quá nổi bật, không có cái gì quá xuất sắc, nhưng gamer thủ ấy chính là cô gái trước tiên mình gặp gỡ có thể thủ thỉ được với mình từ chuyện thời khủng long bạo chúa cho đến thời kỳ đồ đá, rồi đột dưng xinh đẹp, chuyển một phát qua cuộc sống công việc. Đùng đùng đổi chủ đề là chuyện bình soàn xỉn. Ở bên nhau, nhiều khi chỉ cần bình an là được. Những chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ, mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ đủ. Mình nói với gamer thủ gái của mình, anh không thể hứa với em rằng ngày mai anh sẽ thắng lợi hay làm điều gì lớn lao, nhưng anh hứa dù điều gì xảy ra anh vẫn sẽ là anh với một cuộc đời bình soàn xỉn. Bạn ấy nói, chỉ cần anh cũng là được. Trần tình về bức ảnh chủ tịch bánh mì bê bê mặc quần đùi ắn thun sùi xòa trên đường bị phan chụp trộm. Thường thì mọi người hay nghĩ làm côn thì phải giữ hình tượng. Nhưng mình nghĩ, người ta có hình tượng thì mới giữ, mình không có hình tượng gì thì mình sống như bao nhiêu người thôi. Bức ảnh mình mặc quần đùi ắn thun băng qua đường được chia sẻ trên vừa rồi khiến mình cảm thấy buồn cười. Nếu gamer thủ nhận ra thì đó là con đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Hôm đấy mình đang đi để tìm địa điểm cho dự án mới của mình. Lúc mới thấy bức hình được ai đó đăng lên, mình hơi lo âu là không biết bằng hữu thấy mình đi con đường ấy có nghĩ bậy gì không. Đường Sư Vạn Hạnh có nhiều hotel tour theo giờ. Thế nhưng, mọi người hoàn toàn không quan tâm đến con đường ấy mà chỉ tập trung đến ngắn quần của mình thôi. Một lần nữa mình nhìn lại tấm hình và nghĩ, cũng bình soàn xỉn mà ta. Quần áo mình không có hàng hiệu, không đắt tiền mà cũng thu hút được người ta. Mộ rê, tủ áo quần của mình toàn những thứ như thế, quần thì từ 60 đến 100k, loại tốt tốt chắc 120k. Sài Gòn rất nóng, mặc quần dài mà mang dép lê thì rất buồn cười, phải mang giày mà mang giày thì phải đi tất. Thế thì chỉ gì mặc quần dài gamer thủ sẽ phải đóng bộ giày tất, hỏi có nóng không? Sao ba tiệm bánh mì sẽ là những dự án đậm chất nông dân? Mình muốn 28, 30 tuổi vẫn có thể làm một điều gì đó mới mẻ. Mình chưa từng đến trang trại tôm nhưng mình muốn học nuôi tôm. Mọi người hỏi nếu mất thì sao, mất thì thôi chứ sao. Và mình đang mày mò nuôi tôm thật. Cách đây một năm khi mình mở tiệm bánh mì thứ nhất, có người hỏi mình sao cái này anh muốn làm cái gì. Mình nói nếu thắng lợi mình sẽ đi nuôi heo nuôi gà. Mình không nói được. Tuy nhiên tình hình hiện nay nuôi heo nuôi gà chưa thực hiện được thì mình làm tôm, sao tôm thì mình vẫn muốn nuôi heo nuôi gà. Có rất nhiều gamer thủ trẻ hiện nay share trên mạng rằng muốn về quê trồng rau nuôi cá. Tất cả những gamer thủ share bài đấy của đơn đều chưa thật sự biết cuộc sống ở quê như thế nào. Để mà có đất trồng rau nuôi cá được ấy, thì gamer thủ không cần lên thị trấn đi làm gì nữa cả. Thực tế lên các gamer thủ ấy. Quyết định dùng tiền làm những dự án này, cuộc sống của mình không được dư dả như trước đây đâu. Hiện nay thu nhập của mình chỉ còn 1/5 so với trước đây, nhưng mà vui. Mình còn một dự án nữa trên thị trấn, dự án sẽ khai trương trong 6 tháng tới. Nó sẽ là cú hích của cuộc đời mình. Đó là một khu tổ hợp có từ 6-8 tầng có bánh mì, phòng máy internet và cafe sân thượng. Ngoài ra hiện nay, mình cũng đi chia sẻ kinh khủng nghiệm cho các gamer thủ trẻ để làm streamer, côn. Mình không mong giàu, chỉ mong cuộc sống được suôn sẻ. Tiền và tuổi 30. Mình không bao giờ nghĩ rằng loài người ta có cái gì gọi là tài sản. Bạn đến với quả này, được hình thành và gamer thủ đâu được ghi tên mình rằng cái tường này, cái bàn này hay cái đất này sẽ là của gamer thủ đâu. Bạn phải đấu tranh.
Đến cuối đời Gamer thủ nằm trên giường bệnh, có ai đến hỏi, bạn có bao nhiêu tài sản, đất của Gamer thủ bao nhiêu mét vuông và Gamer thủ dành cả đời để đấu tranh cho chuyện đó. Mình tin rằng mọi thứ sẽ tự đến khi Gamer thủ có tiềm lực, lúc đó Gamer thủ sẽ có tiền mà không cần đấu tranh. Hãy sống vì trải nghiệm. Khi Gamer thủ giàu trải nghiệm, kinh khủng nghiệm, kiến thức tất cả những cái kia sẽ tự đến. Sống trên đời không cần phải đọ nhau bạn có bao nhiêu tiền, khi còn trẻ hãy hỏi nhau bạn kiếm bao nhiêu tiền. Đó mới là cái hay. Mình rất tôn trọng những gamer thủ trẻ đang kiếm tiền. Nói thật, ngày mai nếu tiệm bánh mì của mình phát sản, mình không thấy xấu hổ gì điều ấy. Kinh doanh là đáp ứng nhu cầu của thôn hội không cần nói nữa dừng lại, đó là chuyện hết sức bình soàn xỉn. Mình còn sống thì còn có thể làm lại. Tiền lương mà gamer thủ nhận không quyết định gamer thủ là ai, nhưng cách mà gamer thủ sống và làm việc mới quyết định gamer thủ là ai, dù ở bất cứ đâu, bất kỳ địa điểm nào. Đừng chỉ đi làm vì tiền, hãy đi làm vì chính bản thân gamer thủ ấy. Gamer thủ có thích công việc ấy không? Mình có muốn học hỏi gì trong công việc ấy không? Tuổi 30 là cái tuổi với cả thiếu nữ hay nam nhi thì đều là cái rẽ của cuộc đời. Không cần biết gamer thủ là ai, gamer thủ có cuộc sống ra sao thì gamer thủ không thể không thay đổi. Cơ thể, trải nghiệm, suy nghĩ tất cả những cái đó nói quyện lại với nhau. Đến 30 tuổi ai cũng lười thay đổi và dần chấp nhận những điều đang xảy ra. Mình cũng mở màn cảm thấy kinh khủng thất bại, kinh khủng thay đổi, nhưng mỗi ngày mình đều nỗ lực làm một điều gì đó mới, học thêm những kiến thức mới. Mình mong gamer thủ cũng vậy.